Thanh Rap xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ thực hiện, được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ và kênh bệnh đột quỵ.net. Ngày hôm nay chủ đề được thực hiện với tên gọi phòng ngừa mất cơ do nằm lâu ở bệnh nhân đột quỵ như thế nào. Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn sau đây của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, hiện đang là giảng viên của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ vâng ạ, xin được mến chào bác sĩ Linh. Kính chào Alo Bác Sĩ, kính chào quý khán giả của Alo Bác Sĩ và kênh bệnh đột quỵ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin hỏi bác sĩ Linh là hiện tượng mất cơ sau đột quỵ là gì và do những nguyên nhân nào gây ra? Thì cái tình trạng mất cơ sau đột quỵ gần như là bệnh nhân nào cũng gặp phải. Lý do là sao? Lý do là cái cơ của mình á, nó thường xuyên nó phải tiếp nhận một cái tín hiệu từ cái dây thần kinh để mà nó hoạt động. Khi mà trong đột quỵ á, thì cái tín hiệu đó nó sẽ mất đi, dẫn đến á, là cái cơ nó không hoạt động nữa và nó sẽ bị teo dần, thì đó là về mặt là cơ chế. Thì cái cơ chế này không những gặp trong đột quỵ mà gặp trong rất là nhiều bệnh lý khác nữa cơ, mà cùng một cơ chế là mất cái tín hiệu. Ví dụ như trong trường hợp ví dụ đau lưng, đau thần kinh tọa thì nó cũng mất cái tín hiệu dẫn đến là nó sẽ teo cái cơ. Thì cái cơ chế đó là cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai á, là bản thân là mình bị sau cái đột quỵ là cái người bệnh nó sẽ có xu hướng là họ sẽ quên cơ thể bên đó, tức là họ quên cái cơ thể bên đó đi, cho nên họ sẽ hạn chế cử động với cơ thể bên đó. Và khi mà hạn chế cử động thì cơ chỗ đó nó sẽ bị yếu dần, và dần nó không có cử động nhiều thì tự động nó sẽ teo đi thôi. Thì đó là cái cơ chế dẫn đến tình trạng mà mất cơ sau đột quỵ. Vậy thì mất cơ để lại những hệ lụy gì cho sức khỏe bệnh nhân sau một cơn đột quỵ thưa bác sĩ? Thì cái tình trạng mất cơ này nó sẽ dẫn đến thứ nhất á, là nó sẽ làm cho người bệnh yếu sức cơ. Cho nên là họ sẽ không thể làm được những động tác thông thường, ví dụ như không thể đi đứng được, không thể ngồi dậy được. Và đôi khi nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng gọi là tổn thương đến cái khớp. Tại vì cái tình trạng yếu cơ này á, khi mà cái cơ chúng ta, ví dụ khi chúng ta đứng đi, đứng thì nó phải chịu lực đều ở hai bên chân. Thì khi một bên yếu như vậy á, thì cuối cùng là cái bên còn lại, cái cơ nó phải gồng để mà nó nghiêng cái cơ thể mình qua bên đó. Và đồng thời là cái khớp vung đó nó phải dồn lực để chịu. Thay vì bình thường là cái lực nó chia đôi thì bây giờ nó phải lộn, cái chân bên lành á, nó chịu lực đến 80%. Như vậy nó sẽ dẫn đến là tăng áp lực lên những cái vùng cơ, vùng xương khớp đối diện. Và đôi khi nó dẫn đến cái tình trạng là chấn thương vùng gân hoặc là vùng xương khớp ở cơ vùng đối diện của cái vùng cơ bị teo. Thì đó là hai cái vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra cái tình trạng yếu cơ như teo cơ như vậy nó sẽ làm gia tăng những cái nguy cơ, ví dụ nguy cơ té ngã nè, và dẫn đến là tình trạng là lạ loãng xương ở cái bên bị teo cơ. Lý do là như thế nào? Là tại vì cái xương á thì nó luôn luôn có một cái áp lực do cái cơ tạo nên. Cho dù là cử động hay không cử động thì luôn luôn sẽ có một cái áp lực nó đè lên cái xương, và chính cái áp lực này nó sẽ kích thích cái xương á, nó làm mới lại. Và khi mà cái cơ bị teo đi nó sẽ mất cái áp lực đó, dẫn đến là cái xương nó không làm mới lại, nó không có làm mới lại thì cái xương nó càng ngày nó càng bị lão hóa, dẫn đến là tình trạng bị loãng xương ở cái bên mà cơ bị teo, cái bên chưa bị teo. Thì đó là cái biến chứng của cái tình trạng teo cơ này. Vậy thì có dấu hiệu nào mà để nhận biết bệnh nhân đột quỵ đang gặp phải tình trạng mất cơ này không ạ? Thì chủ yếu á, về mặt lâm sàng là người ta sẽ đo kích thước cơ. Ví dụ người ta sẽ đo ở vùng đùi, đo chu vi vùng đùi hoặc là chu vi bắp tay, hoặc so sánh với bên đối diện. Đó là về mặt lâm sàng. Ngoài ra thì về mặt gọi là chuẩn á, thì người ta sẽ có những cái phương pháp khác. Ví dụ như là người ta có thể đo được cái khối lượng cơ thông qua những cái máy mà đo loãng xương. Thì hoặc là có thể dùng là chụp MRI. Thì hai cái phương pháp đó nó có thể xác định được là cái khối lượng cơ hoặc là cái kích thước cơ ở cái vùng mà chúng ta cần quan tâm tới. Từ đó chúng ta sẽ biết được là tình trạng bệnh nhân này có bị mất cơ hay không. Vậy thì khi nào bệnh nhân mất cơ cần tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ, và đặc biệt là họ nên đến chuyên khoa nào ạ? Thì thực ra tùy những trường hợp mất cơ do nguyên nhân gì. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói tập trung vào cái vấn đề là mất cơ sau đột quỵ. Thì chúng ta sẽ
chủ yếu là tập trung vào vấn đề là phục hồi cái tình trạng vận động cơ, sức mạnh cơ. Cho nên nếu mà sau đột quỵ thì các bệnh nhân nên tìm đến những cái bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng. Và những bác sĩ đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là thứ nhất là xác định được tình trạng mất cơ, và thứ hai á, là sẽ xác giúp cho chúng ta có những bài tập để phục hồi được cái sức mạnh của cơ. À, thì sau đột quỵ thì ngoài vấn đề là chúng ta sẽ tái khám với những trường hợp là bác sĩ thần kinh, dạ, chúng ta luôn luôn là sẽ có cái tình trạng là kết hợp điều trị vật lý trị liệu hoặc là phục hồi chức năng. À, và để tránh cái tình trạng mất cơ này á, thì tốt nhất là chúng ta sẽ tập ngay trong vài ngày đầu sau khi đột quỵ. À, ta khuyên là trong vòng vài ngày đầu sau khi đột quỵ là chúng ta sẽ tập liền, tại vì giai đoạn đó là bắt đầu đã có teo cơ rồi đó, chứ không phải đợi đến tuần hai tuần sau đâu. Trong vòng vài ngày đầu sau cái đột quỵ là lúc đó là cái tín hiệu thần kinh đến cơ là nó không còn nữa, cái cơ ngay lập tức là bắt đầu teo liền, thì chúng ta phải tập ngay lúc đó là chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng teo cơ ngay lúc đó. À, và chúng ta sẽ tập kéo dài. À, thì như vậy là chúng ta phải tập thường xuyên cho đến khi mà gọi là cái cơ đó có thể phục hồi và thực hiện được những cái động tác thông thường. Dạ. Vậy thì hiện tại có những kỹ thuật y tế nào mà chẩn đoán cái triệu chứng mất cơ này thưa bác sĩ? Dạ. Thì cái tình trạng này á thì chúng ta sẽ có là chụp MRI nè. Dạ. Hoặc là chụp bằng gọi là chụp bằng cái phương pháp là DSA. Chụp bằng cái máy đo loãng xương á, chúng ta cũng có thể xác định được là cái tình trạng mất cơ. À, ngoài ra thì nó có những cái biện pháp khác. Ví dụ như mà cái biện pháp đó là gián tiếp thôi, tức là những biện pháp đó chủ yếu là để đo cái sức cơ thông qua sức cơ đó so sánh với sức cơ đối diện để người ta xác định là cái tình trạng này có tình trạng mất cơ, chứ nó không có đo trực tiếp bằng cho mình biết là cái khối lượng cơ hay là như thế nào, nó sẽ đo gián tiếp. Còn trực tiếp thì thường là mình sẽ chụp MRI hoặc là chụp bằng cái máy DSA. Dạ. Và thì liệu bệnh nhân có thể cải thiện chứng mất cơ sau đột quỵ hay không, và nhân chương trình này nhờ bác sĩ có thể chia sẻ một số phương pháp giúp bệnh nhân phục hồi. Dạ. Thì giống như hồi nãy tôi nói là cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải tập vận động ngay sau khi mà bệnh nhân bị đột quỵ, càng sớm càng tốt. Dạ. Trong khoảng tầm 3-4 ngày sau khi đột quỵ là chúng ta có thể tập được rồi. Và giai đoạn đầu thường á, là phải có sự hướng dẫn và giúp đỡ của các bác sĩ hoặc là các chuyên viên về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Thì có thì ngoài cái thời điểm là chúng ta bệnh nhân sẽ tập với những cái chuyên viên và bác sĩ đó, thì bệnh nhân và người nhà cũng có thể tự tập. Ví dụ như là chúng ta có thể là tập gồng cơ ở vùng tay chân ha, cố gắng nâng lên ha, là cố gắng cử động những cái khớp, cái cơ. Và chúng ta có thể là gọi là dùng cái bên đối diện, tức là ví dụ dùng tay bên đối diện để nắm và kéo cử động cái cơ bên này. Thì chúng ta có ví dụ như cái động tác này. Ví dụ bên này yếu thì chúng ta lấy bên này kéo lên để mà giúp cho cái cơ này được vận động, đồng thời là hạn chế tình trạng cứng khớp. Thì tình trạng cứng khớp, một khi đã cứng khớp rồi thì rất là khó mà cử động lại được. Rồi đó thì chúng ta sẽ tập những cái động tác như vậy, rồi động tác tay. Chân á, thì ví dụ như trường hợp mà bệnh nhân có thể ngồi được, nó có thể tập động tác chân á, thì chúng ta bệnh nhân có thể là cố gắng nâng lên, cố gắng nâng cái chân hoặc là cố gắng cử động cái chân ha, để mà có thể là đứng được từ từ rồi đi lại từ từ. Dạ. Dạ thưa bác sĩ Linh, những bệnh nhân đột quỵ thì họ có cái biến chứng khó nuốt và thường là xu hướng rất là sụt cân. Vậy làm cách nào để có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bệnh nhân để hạn chế xảy ra hiện tượng mất cơ sau đột quỵ? Thì ở tình trạng khó nuốt á, thì thường là nó đa số trường hợp là sẽ phục hồi trong vòng 2 tuần. Dạ vâng. 2 tuần sau khi đột quỵ. Thì cái tình trạng khó nuốt này á, giai đoạn đầu á, thì nó khá là nặng. Thì nếu như mà trường hợp là bệnh nhân nặng mà khi bệnh nhân ăn uống mà hay bị sặc á, thì giai đoạn đầu bắt buộc là chúng ta phải đặt cái ống xông nuôi ăn. Sau khi bệnh nhân có tương đối phục hồi được và bệnh nhân ăn uống mà ít sặc rồi á, thì lúc đó chúng ta có thể cho ăn ha. Thì giai đoạn đầu có thể là cho những cái thức ăn sệt sệt, sau đó sẽ dần là sẽ dẫn đến cái thức ăn gọi là nó có viên hơn tí xíu và nhỏ thôi. Ngoài ra có những cái ta gọi là có những cái động tác có thể làm gia tăng
gia tăng cái tình trạng nuốt, ví dụ như là có thể cho bệnh nhân là ngửa đầu ra sau hoặc ngửa đầu nghiêng nghiêng đầu vào cái bên mà lành á, nghiêng đầu bên lành, lúc đó cái bên này nó vẫn cử động được, thì những cái động tác đó nó sẽ hạn chế cái tình trạng sặc của bệnh nhân. Nhưng mà dù sao nữa thì tình trạng sặc cũng là cái vấn đề quan trọng nhất, chúng ta phải hạn chế tối đa cái vấn đề sặc khi mà bệnh nhân ăn uống. Đó, rồi thì trong trường hợp mà chúng ta mà gọi là bệnh nhân, mình gọi là bệnh nhân có thể uống được những cái chất lỏng được, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại sữa mà năng lượng cao để bổ sung cho cái chế độ ăn của bệnh nhân để tránh tình trạng mất cơ. Thì chủ yếu là giai đoạn này chúng ta phải protein, tập trung vào các loại protein, bổ sung các loại protein cũng như là tinh bột để mà gọi là phục hồi lại cái tình trạng, là duy trì cái tình trạng cơ của bệnh nhân. Dạ. À, bác sĩ có thể cho biết là những bất cập trong vấn đề ngăn chặn mất cơ sau đột quỵ là gì và có cách nào để khắc phục điều này không? Cái bất cập thường nhất á, là chúng ta không có tích cực tập phục hồi chức năng. Tại vì cái giai đoạn quan trọng nhất là cái giai đoạn phục hồi chức năng sau đột quỵ là trong vòng 3 tháng đầu. Sau 6 tháng thì cái phục hồi chức năng nó sẽ kém hiệu quả. Cho nên càng sớm thì cái giai đoạn cái phục hồi nó càng tốt, và chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng mất cơ ngay từ đầu. Đó, cho nên chúng ta phải phải tập sớm. Đó là cái thứ nhất, đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai á, là người bệnh nhân có xu hướng là họ quên cái nửa bên bị bệnh. Cho nên á, là họ có xu hướng là họ sẽ hay sử dụng cái tay bên này, mà đôi khi họ quên cái tay và cái chân bên này đi. Cho nên đôi khi á, là họ quên cái vấn đề tập là một. Thứ hai là khi mà họ tập ok rồi, đôi khi là họ sử dụng cái bên này nhiều quá mà họ phân bố lực không có đều. Thì đó thì chúng ta phải nhắc, chúng ta phải thường phải nhắc bệnh nhân là hoặc là đôi khi chúng ta phải, người nhà đôi khi là phải tạo điều kiện cho bệnh nhân là phải thường xuyên sử dụng cái bên bị bệnh. Ví dụ như chúng ta sẽ để đồ qua cái bên bị bệnh. Hoặc chúng ta sẽ đứng cái bên bị bệnh của họ để mà mình nói chuyện với họ, để mà họ nhớ cái bên bị bệnh để mà họ sử dụng. Hay quên cái đó lắm. Dạ. Vậy thì bệnh nhân đột quỵ có thể phòng ngừa tình trạng mất cơ bằng cách nào? Thì phòng ngừa cái tình trạng mất cơ thì chủ yếu là chúng ta phải tập vật lý trị liệu giai đoạn càng sớm càng tốt thôi. Và chế độ dinh dưỡng sao phải vừa có tinh bột vừa có protein. Thì đó là cái quan trọng nhất của cái việc gọi là ngăn ngừa tình trạng mất cơ sau đột quỵ. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Mai Duy Linh với những chia sẻ từ đầu chương trình tới giờ. Mến chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khán giả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.